cùng Phật tử khắp nơi thân mến. Khi nghe qua kinh điển Mẫu Hoàng, chúng quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền bát nhã. Chào Thắng Lê Ngọc Bách Tiền Nguyễn. Kinh kệ duyên đòi ích lợi chung, nhớ trao người khác được nghe cùng. Hồn chung ân tông bòn duyên phước, pháp thi giống lành ráng vĩnh dung. Chào có Trịnh Tiền. Chào Thái Dũng. Dạy con biết nếu tu hành đường ngay, nếu chánh học rằng đừng sai, trao dồi cho đến ngày mai. Khi về đại hội từ bi con trên bước vào, ráng tu ráng sửa thì mau công thành. Chào toàn thể Nam Ban là hạt giống lành, bởi con tập nhiễm lợi danh bao ngày, rồi quên nghĩa trọng diêu đài, dưỡng nuôi hộ thiện muôn ngày tiên ban. Dưỡng con hồn sát nhẹ nhàng, giờ này con đặng quy hoàng ấm no. Mà sao con chẳng lần đò tìm đường giải thoát, đặng lo tu hiền, ráng tu tránh khỏi đau phiền, ráng hành đặng có lên thiền thoát nguy. Chào Thiên Ngân. Mẹ than có mở khoa kỳ, mà con không ráng đặng thi cho rồi, còn vui chi nữa mà ngồi. Cơ bầu đã sắp ôi thôi xây dần, mẹ khuyên con bước cho cạnh, gương về cho đến phong thần sẽ hay. Chào anh hai. Ngăn ngại đủ sức thiếu tài, đủ tài tiêu đức mẹ rài sẽ phân, đức tài đầy đủ phân dân, cả hai trọn đủ phong thần bạc tiêu. Cho
sợ con trẻ tuyên thiền kỳ ba. Trễ thiền con khó sang qua, làm sao cho kịp kỳ ba phong thần. Cho nên mẹ mới ân cần, lâm phàm giáo đạo dựa gần nhũ huyết. Mẹ nhìn hoàng dù đau phiền, thấy đài ngọc quý diệu quyền dần say. Cho nên mẹ mở khoa này, kêu con nam nữ đông tây ráng về. Quân tàn lao khổ trăm bề, cho nên mẹ phế mạng quê lâm phàm. Gọi cùng đông bắc tây nam, mau lo tu niệm luôn đà thoát qua. Chào cô thiện hạnh. Miệng than mà lễ gian hòa, điều linh muôn dạng ức nhà thế lương. Nhắc ra thêm lắm đoạn trường, mỗi con mỗi đứa mỗi đường khác nhau. Lời dâm tập nhiễm nam trào, rồi quên địa vị mạng cao bụi đầu. Hỏi trong hoàng vũ nam lầu, có ai giữ được công hầu ba niên. Chào Trần Minh, chào Nhậu Ngân. Xa trần thân tạp thế nghiệp, nào ai hưởng thọ vạn niên bao giờ. Nữ nam con nở mơ thờ, không lo tìm bên kim bờ lương thân. Thuyền lan bên giác đang cần, khai đường bí ngạn lâm trần giáo viên. Ma rửa sạch lòng phiền, dội dương trí huệ diệt liền tà tâm. Thấy trần thân thể dập bầm, mỗi con mỗi ý đường tầm khác nhau. Chào cô Loan Bến Tre. Đùa chen khoe đủ sắc màu, rồi quên cảnh tượng qua sao cảnh khô. Nhìn xa mây nấm hoàng mồm, sương xa nắng ni tát tựa hồ thê lương. Sao trần chưa biết mến thương, vinh quang mỹ dị cao lương làm gì. Đôi lời xinh trẻ gắn ghi, ráng ngõ tu sửa đặng thi kịp giờ. Quyền cơ mới tạo đâu chờ, mẹ thương mẹ nhất con nhờ tâm thân. Cha trời ngọc đế định thần, mẹ hiền thương trẻ lắm trần thờ. Mê danh mến lợi ham vàng, ngày con mang quyền hai bàn tay không. Nhắc ra thêm nhỏ vị hồng, sanh thành phù
Thank you.
con quyết độ màn lầu, mà con dưới thế quên hầu nghĩa xưa. Quên tàn là buổi thị trưa, thân con khờ dại muối dưa cho rồi. Lo con và mẹ bồi hồi, khi đi lúc đi đến con ngồi cũng lo. Lo cho con kịp chiến đò, mẹ sợ con trẻ lặn dò biển khơi. Khang đi con hỡi con ơi, dầu mà còn một chút hơi cũng về. Quê mình thong thả ngàn bề, sống chi trần thế ê hề lửa than. Năm nhâm mẹ thả con thuyền, quần kim bạch ngọc rước sang con hồi. Chào Nguyễn Nhân. Trước về trên chốn cao ngôi, ra vào có mẹ trao dồi trước sau. Con nào thương mẹ bước vào, con ơi mẹ nhớ máu đào tuôn ra. Ngày nào về con về giữ hỏi qua tràng, mẹ ngồi tựa cửa muôn vàng đợi con. Cầm rằng mẹ đã lo tròn, còn đang theo gấp mi lầu son để dành. Tay bưng mà giả tan tầm, ngồi đây mẹ đợi để dặn cho con. Muốn chi mẹ cũng lo tròn, vừa lòng cho trẻ lầu son con về. Muốn vàng muốn ngọc muốn quê, muốn về tiên cảnh muốn mê hồng trần. Quá dân còn có một lần, mẹ sai tiên thân Phật thần ra đi. Đó dân con mẹ tu trì, còn thân hoàng mẫu thoát ly cung hoàng. Thương con mẹ chớ phạt, thương con ngọc báo châu vàng yêu cung. Muốn sao con mẹ tao phục, dầu cho lao khổ chứng đi tình đau thang. Miễn sao con trẻ khỏi nàng, đặng mà dễ đến khoa tràng thì thôi. Cung vàng lễ mẹ dặm trôi, mẹ thương đứa dại đứa khờ, đứa thôi còn khờ. Con quên mất mẹ đã mờ, khi vừa xuống tế mẹ rời lục châu. Mẹ sợ mẹ ngồi con đâu, con mau đánh tiếng mẹ hầu tìm phân. Nghe rồi mừng trẻ ngã lăng, con ơi nghe mẹ bước sang ra về.
về con có mẹ hậu kề, giàu cho xương tiết tư bề gió mây. Mẹ liều một tấm thân này, biển sao con mẹ đài mây thanh nhàn. Mẹ đang gấp mi ngọc đại vàng, mẹ chờ con đậu mẹ bán con liền. Mẹ đâu cần bạc cần tiền, mẹ thương mẹ nhớ con hiền là thôi. Mẹ thương con lắm con ơi, con ngồi đi đó mẹ thôi đau lòng. Mẹ thương muốn em muốn đồng, con trong gần mẹ cho lòng mẹ mây. Mẹ con gần có nỗi này, mẹ đâu nỡ để lạc bầy con thơ. Ngồi đây chờ đức mẹ chờ, thì em con sẽ kịp giờ thương nhau. Thấy rằng hầm hút tương sao, mẹ già mẹ thương con quá nỗi thương, dầu sao cũng ráng dặm trường về quê. Quê mạnh ngọc báo ê chề, sống chi thế sự nhung trề thân con. Nghèo mà đạo lý ráng đi có mẹ hoàng nghi hộ phù. Đừng ham lên dòng xuống dù, đó là con mắt trong tù hạ quân. Đức tài gọn đủ là hơn, đến ngày đất đạo kim đơn chối. Con ơi con hỡi con hỡi, con nào mà nhớ mấy lời mẹ than. Nhớ rồi con phải sửa sang, y lời mẹ dạy qua tràn đắng đi. Mẹ vừa cất tiếng từ bi, nhớ con lệ cây nương giáo đạo kim thoàn, tam mạng chót lưỡi giáo tràn nhâm nhâm. Mẹ buồn nhớ trẻ muôn năm, ngày nào con mẹ được nằm phòng lon. Nhớ con lệ đỏ tuôn tràn, ngày nào con mẹ phòng vàng chung nhau. Ngày nào đứa trước đứa sau, đứa ba đứa má đài cao mới mừng. Đứa thì máu ngọc tân bình, đứa thì lược dắt chính đi tầng trăng châu. Ngày đó mẹ mới ướp rau, tiêu thiều nhạc trôi mang lầu xương ca. Nam đi mạo ngọc đai ngà, phong thần tại thế kỳ ba quy hoàng. Nữ
nghi lược dắt đi trăm vàng hướng sông xả ước điểm trang to lành trăm cài hơn hở đành dầm đào tiên tổ quốc đi sẵn dành cho con trường sanh mẹ đã lo tròn muôn đời ngày tuổi thân con còn quay ra đi có mẹ chúc ngày quá thơm đua nở tương đài xây sang tiên đồng mẹ đã sẵn sàng chờ con trở lại điện vàng của ca nam nhi máu ngọc tay ngàn thập nhị đồng tử kỳ ba sẵn dầm chờ con trở lại cung lành ngâm thơ dịp phú đại sanh con nam nhi con ráng bắn chân trở về điện ngọc chính đi tầng thẳm tươi mẹ than với trẻ hết lời cách nào thông thả mình đời thương quá con ơi con ráng đưa chân dạ con ở lại kiếm đơn mẹ về dạ con ở lại coi rằng mẹ về tứa cửa chốn hoàng ngân đợi trẻ đứng tay tua soạn đồ phạt hồi đặng có mẹ phong thần mọi người nghe nữa không à? Trưa buồn ngắm mây dần thơ gọi là tá bảo cho người đành nghe tá nên mấy chữ thơ dần gọi là thi điệp mẫu hoàng mẹ ba có 6 người trên live stream còn 6 người trung thành nhất với Minh Viên Huệ Nhẫn. 1 là Loan Bến Tre, 2 là Nguyễn Ngân, 3 là Đô La Dương, 4 là Trịnh Tiền, biết còn ai nữa không? Thấy có 4 người. Truyền an mẹ đã sẵn dặn giao cho mà quế nhận là lãnh phần rước đưa buổi trưa rước được 6 người 6 người mà linh tử cần kề cõi tiên quyết lòng về chốn tiên liên quyết về mà bên mẹ cùng tiên đợi chờ
gần đời. Khá kêu mà linh ni tử xuống đò cho mau, chèo đò đưa các sang sông để
danh thế lợi trần hồng, con không xa được trần hồng mẹ ơi. Con thơ biết mẹ đợi chờ, con ơi có biết mỗi ngày nhớ mong mẹ bồng mẹ ấm dậy thờ thương con. Sao con lại nỡ để phiền mẹ đây? Mẹ chờ tháng đợi năm trong, chỉ mong con mẹ tay phòng nhớ quê. Tám người con mẹ mỏi mòn, buổi trưa thanh vắng tình lòng thơ. Đưa thuyền đưa khách sang sông, đưa trong linh tử tây phòng đau lai. Đưa trong ba tấm xa gần, đưa về nơi chốn tây lầu của máu hoa thương. Xin chúc cầu bình an, chúc cầu cho huynh đệ con của mẹ tâm trí được mở khai, huệ tâm huệ tánh được hiển bày, thức tỉnh lòng nơi cõi nhân thế, bước lên đường trực táo trời ấy. Dù cho gian khổ công sở, dù cho dầm chẳng than, dù cho sống giờ ba đào, dù cho cực khó không hề thở than, quyết lòng theo mẹ mẹ ơi, quyết lòng trở lại kim nhai tay cào, quyết lòng con dành lòng về chốn thiên bồng mới vui. Quyết lòng theo mẹ mẹ ơi, dù cho sương gió đắng cay không sợ, dù cho cực khổ khao nhòi, dù sương dài nắng, quyết lòng chẳng than. Chừng nào về chốn tòa chương, thỏ lòng mang nguyện với an tâm lòng. Chào dốt. Giờ này chắc mọi người ngủ trưa hết rồi. Buồn mới than nằm đêm căng trở, thay cầm đòi ngang ngầm mà thôi. Thương trần mới lì dị trần, thương trần mới chịu đắng cay vô ngần, thương trần mới chịu thảm thay, thương trần cứ ngại đắm say bụi trần. Thương trong ba tấm xa gần, chừng nào trở lại tây lầu. Quyết đưa rước khách buổi chiều, thương trong ba tấm dậy thời biết tu. Chào Công Thảo.
được chính người. Chính người các y bước cùng nhau, chính người chặt giả nắm tay đi nào, cùng nhau trở lại qua trường, cùng nhau tìm đến mẫu hoàng cung trương. Lệ lòng nay đã cạn khô, nhói lòng tạm tạm quên, chỉ mong con mẹ kề bên, chỉ mong quân để gái trai thành đường. Buồn quá mọi người ơi, buồn hiểu buồn thiêu. Thôi tạm ngừng livestream nha, chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Chúc cho Đô La Dương thật là đắt khách. Chúc cho mọi người thành công, an lành.